chạy đi vì công ty này rất là cú võ đi cho phim kiểu chứ này. Anh là đại hiệp kiếp thiết. Đại hiệp chạy đi. Sao anh lại biết công ty đó không tốt với tôi? Thì ở trong game đại hiệp chạy đi cũng có những con quái như vậy mà. Thôi tìm nơi khác làm đi, can đảm lên. Đại hiệp chạy đi, chạy đi để sống. Pow.